thế. Ôi ồ, 90 triệu à? Vâng. 90 triệu thì... Bởi vì bây giờ trên này... Khâm xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Các bác thân mến, hiện tại Khâm đang có mặt ở nhà A Hòa. Ngày hôm nay lên một với một cái mục đích là đi xem một cái miếng đất mà khi vừa rồi khi video đăng tải lên ấy, có một bác ở đây muốn bán một cái mảnh đất. Hiện tại là anh em mình đang đợi chỗ Aze trưởng thôn sẽ đi cùng nhau xem cái mảnh đất đó như thế nào. Bây giờ thì là A Hòa đi tìm Lan rồi các bác. Ý định là muốn lên đây cùng A Hòa đi cùng xem là có thích hay không, hay là có tiện lợi hay không, hoặc là xem cái giá cả nó như thế nào. Tuy nhiên thì bây giờ là vào giờ buổi chiều, 4 giờ chiều, A Hòa vẫn đang trên núi tìm Lan. Các con đây ở nhà đang nheo nhóc đây, trời thì mưa hiện tại rất là bẩn. Ông này bẫy được một con chim chào mào này. Nghề của sở trường là săn bắt hái lượm. Ôi đây còn có con bìm bìm cơ. Bẫy giỏi vết nhờ. Bìm bìm gà hôm thì thấy chuột. À đấy chuột. Tụi chi em mua giá luôn đi mà. Nhớ mà. À đấy đi tìm cái lan này. Ô đàn con nheo nhóc. Đấy, chị đang ngủ đây. Bây giờ không phải đợi anh trưởng thôn để anh ấy dẫn đi. Trong thời gian chờ đợi thì ghi hình một chút cho cô bác anh chị xem. Nó ta, ồ, gạo thì vẫn còn. Gạo vẫn còn. Mì tôm mà ta lắm à? Mì tôm ta lắm. Ờ, mì tôm thì hết rồi. À, nó hoàn toàn núng mà ta mà. Nó, ô, nó rẻ. Sao không lại sẽ tiếp tục dùng quỹ của cô Vân, anh em mình mua. À, lên tiếp. Hôm nay thì do là Khâm thì cũng không có gần chợ, cũng không mua được những cái nhu yếu phẩm gì khác lên. Mỗi lần lên thì thường thường nếu mà chủ đích lên nhà A Hòa sớm thì anh em mình sẽ có mua những cái nhu yếu phẩm sinh hoạt như mì tôm, như cháo lên cho các cháu. Bởi vì hôm nay lên thì là cũng có một mục đích khác là đi xem đất. Hiện tại đợi Aze thôi. Thì là bữa sau Khâm sẽ dùng cái khoản quỹ mà cô Vân mua nhu yếu phẩm ấy. Thực ra thì cũng muốn là làm sao là tìm được một cái mảnh đất cho A Hòa, rồi là ít nhất là có cái mảnh đất cắm rủi đã, sau này có làm được nhà hay không thì nó còn là một cái duyên nữa, chứ không phải là hiện tại đủ quỹ đâu các bác. Với gia đình A Hòa, đối với gia đình A Hòa, Khâm vẫn mong muốn rằng là sẽ nhận được thêm những cái khoản quỹ mà các nhà hảo tâm ủng hộ. Trước tiên là mình cũng phải đi xem cái đất, cái đai nữa. Bây giờ mọi thứ rất là mông lung. Video trước các bác thấy A Hòa dẫn anh em mình vào một cái thung lũng toàn nương đá với lại cây cỏ, cây cối. Thật sự là chỗ đấy thì không phải dành cho người ở được. Ở vào trong đấy thì khác gì là ở rừng núi với khỉ với vượn đâu. Đấy, không phải nói ngoa, ở trong đấy nước không có, điện không có, thì mọi cái hy vọng là sẽ bị dập tắt ở cái chỗ đấy, là không thể làm được trong đấy. Nên là bây giờ có những cái tin tức hay là có những cái điểm sáng thì anh em mình sẽ cố gắng làm sao khai thác. Bây giờ thì để đợi Aze lên rồi anh em mình sẽ tiếp tục ghi hình các bác anh chị ạ. Khâm đang trên đường đi lên cái chỗ mảnh đất mà có bác muốn nhượng lại. Hiện tại thì là anh trưởng thôn đã ở trên đấy đợi Khâm rồi. Cái con đường này là con đường đi lên nhà A Hờ các bác nhé. Đường này thì chưa được đổ bê tông nên là mưa như này rất là trơn và cực kỳ là bẩn. Trơn quá. Đây cũng là cái chỗ đường mà đi lên nhà cô Pà các bác ạ. Cô Pà năm con thì hiện tại là mọi thứ đã được chu toàn hết. Có mỗi cái cánh tủ với bộ bàn ghế nữa mà anh Công là hiện tại là làm xong rồi. Nhưng do là anh em không có xe chở và cái xe mà mọi lần anh Công hay dùng ấy các bác, thì cái anh Minh kia là anh đang bận sử dụng để chuyển xưởng.
Vậy là anh em mình phải đợi thêm vài hôm nữa mới là mang hết các cái đồ kia cho cụ bà được. Trơn quá ở đây này. Cô bà hiện tại không biết là các con đi làm hết chưa. Không thấy ai ở nhà cả. Chắc là đi làm hết rồi. Không nhầm thì là ở cái khu này. Nếu mà làm ở có một mảnh ở khu này thì cũng tạm làm được. Cũng không. Còn mà đang đi con đường mà sang cái chỗ mảnh đất bác ấy muốn bán. Không phải trên chỗ khu nhà cô bà đâu bác. Đến nhà Hờ là rẽ sang thôi. Vì là anh Dê anh ở đấy đợi trực tiếp không nên là không biết. Thấy bảo nguồn nước, anh em mình đang đinh ninh cái nguồn nước mà bên cạnh nhà cô bà có cái lối đi kìa. Anh em bị nhầm ở đấy. Bà con thì đang đợi để thu hoạch cái vụ ngô duy nhất ở trên này. Đường đi rất là bé này. Không biết là cái mảnh đất mà đây có hợp có thuận tiện cái con đường không. Chứ không làm nhà thì toàn các ngôi nhà mà ở khu vực mà đất đai triển khai vận chuyển vật liệu rất là khó khăn. Có một mảnh đất nào mà gần đường hơn thì tốt quá. Không biết là có phải nguồn nước này không. Khâm cùng anh Dê hiện tại đang đứng ở cái mảnh đất mà có một bác bác đề xuất là muốn bán lại. Nếu mà anh em trong quá trình tìm đất đai quá khó khăn. Mảnh này hả anh Dê? Vâng, mảnh này với một ở trên này. Từ đâu đến đâu anh kia là cũng là anh em nhà mình à? Vâng, anh em nhà mình, anh ông bác luôn. À, anh bác luôn à? Bác ruột luôn à? Vâng. Thế thì bác ấy muốn bán từ chỗ nào đến chỗ nào anh? Nghe bác bảo là bán từ gốc này chiếu sang dưới này. Gốc nào ạ? Vâng, chỗ em đứng. Chỗ em đứng nè? Vâng, chỗ đấy. Đứng sang gốc cây sang này. Chỗ của anh? Vâng. Xong là đến đâu ạ? Xuống dưới gốc cỏ này sang bên đường. Xuống hết bãi cỏ bên dưới này. Hết bãi cỏ bên dưới này. À, nghĩa là cái chỗ trồng cỏ này. Vâng, chỗ trồng cỏ này là hết sang đến chỗ chỗ cây cỏ cây cỏ rậm kia. Vâng. Cỏ ba hết. Nó được khoảng bao nhiêu mét nhỉ? Chuyên đo nhưng mà chắc hơi chục mét. Từ chiều này ra bên từ kia. Từ chiều này sang chắc khoảng tầm 12-13 mét. Thì 12-13 mét nhưng mà cái phần dưới này thì nó là kiểu tam giác thôi. Nó là mảnh đất tam giác thôi. Ở đây xem đường xá nào, đường xá đây lên đây xe máy có đi được không? Được mà, thoải mái mà. Mưa hôm nay đường trơn quá nhỉ? Mưa thì trơn, nếu không mưa thì họ chở cái ngô, họ chở cái gì lên xốp mà. Đây, đến cái chỗ ống nước này đúng không? Ống nước vòng qua này. Cái chỗ này, từ cây này vòng đi cây kia. Hôm em thấy anh cũng trực tiếp nhắn tin với em rằng là nếu mà khó khăn tìm đất không biết mua đâu thì bác của anh là cũng muốn là bán lại cái chỗ này. Vâng. Chỗ này thì là cũng để trồng cỏ thôi đúng không? Để trồng cỏ thôi. Nhưng mà bác là cũng báo với anh nó cái giá khoảng bao nhiêu rồi chứ? Bác báo với là cái giá này là bây giờ hiện tại là đất thì giá hơi cao. Bây giờ bác muốn lấy khoảng tầm 90 triệu thế. Ôi ủ, 90 triệu à? Vâng. 90 triệu thì... Bởi vì bây giờ trên này đất nữa ít quá. Thì họ vẫn mua là nhà, là nền nhà cũng bằng giá đấy, họ cao hơn cũng có.
thì cái chỗ đất tốt thì nó bán đắt hơn. Chỗ đất tốt gần đường thì đắt hơn đúng không? Vâng. Bây giờ ở đây thấy mọc lên nhiều nhà nhỉ? Vâng, năm nay có nhà. Mấy được mấy nhà tạm anh? Năm nay được 4 nhà. 4 nhà. Vâng. Xóm mình được 4 nhà. Vâng, xóm mình 4 nhà. À, thấy trải dài từ ngoài kia vào đây. Có mấy cái nhà này, cái chỗ khu lúa anh đang ở kia là cũng có nhà mới mọc lên là bỏ bán đất cho à hay như nào? Không, cái chỗ kia là không biết bác báo là của ba hay là của ai không biết. Không nắm được. Bây giờ cái mảnh đất này thì em quay cũng xin phép anh ghi hình lên để xem là đầu tiên thì là các nhà hảo tâm là xem là có hợp lý hay không. Vâng. Nếu mà cái kinh phí hiện tại thưa với anh thì anh là trưởng thôn thì cũng thông tin với anh thì A Hòa này là bọn em cũng đang hỗ trợ và quỹ làm nhà thì cũng còn rất là hạn hẹp thôi. Vâng. Nhưng có cô Vân ở Mỹ là cô cũng hứa rằng sẽ tài trợ với số tiền là 60 triệu nếu mà trong quá trình triển khai cất nhà. Nhưng thưa với anh thì để mà cất được nhà ấy, thì mình phải có đất có đai. Hiện tại ông Hòa này thì là ông không có một tí đất đai nào. Anh là trưởng thôn thì anh biết mà. Vâng, anh Hòa là ở trong thôn này không có đất gần đấy đâu. Có, bữa có trước thì xa thôi. Bữa trước thì nhờ anh lên cùng trao cái món quà thì anh cũng vâng. Trình bày đấy. Thì là anh Hòa thì nói chung là chậm chạp rồi là không chịu khó lắm. Thì biết là như thế. Nhưng thì các em lên các nhà hảo tâm mọi người cũng thương các cháu nhỏ nhiều. Vâng. Nên bây giờ các cháu nhỏ mà các cháu thì rất ngoan, các cháu nếu mà được đi học thì cũng rất giỏi. Vâng. Nhưng không có điều kiện, bố mẹ thì không biết. Thành ra thì nếu mà không giúp các cháu ấy, thì tương lai thì các cháu sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Vâng. Và cuộc sống cứ lay lắt này, đặc biệt là hai cháu cuối anh thấy rồi, suy dinh dưỡng rất nặng. Ừ. Mọi người thương là thương các cháu nhỏ như thế, chứ không phải là bọn em lên giúp là thương vợ chồng A Hòa đâu. Không, vợ chồng thì không thương mấy, nhưng mà mấy đứa cháu thì nếu các nhà hảo tâm thưa thì cứ giúp đỡ thôi. Ừ. Vâng. Thế bây giờ thì đã được nhận được cái sự xe duyên của các bác thì việc gì mình lại không nhận vì tương lai các cháu. Và hôm nay thì anh cũng nhờ anh thôi. Vâng. Qua xem cái mảnh đất này bên phía bác của anh ấy thì cũng thấy là một cái giá cũng không hề rẻ. Vâng. 90 triệu. Thì cái giá cũng không hề thấp, cũng hơi cao, nhưng mà bác cũng đòi thế đất thì đất ở trên này vậy. Cao nhỉ, giá đất cao nhỉ, giá cao lắm. Bây giờ trời mưa rồi các bác. Ok, không có lẽ thì là em sẽ thông tin lại cho anh. Vâng. Nếu như mà có kinh phí. Vâng. Hiện tại thì nói thật 90 triệu thì quỹ của A Hòa dồn hết tất cả mọi thứ vào cũng chưa được một nửa. Vâng. Cứ thông tin đi, xem các nhà hậu tâm nếu hỗ trợ được thì kinh phí đủ thì tính sau. Vâng, vâng, ok anh. Bàn với bác sau. Chứ cái này thì cũng về thông tin lại với bác là các em đã xem rồi. Còn câu trả lời thì chắc có lẽ là phải đợi xem thế nào thôi. Vâng. Bởi vì A Hòa cũng tìm đất cát khó khăn quá anh ạ. Vâng. Hôm nọ dẫn em vào đất nương thì chắc anh cũng xem được video. Vâng, xem rồi. A Hòa thì cũng rất là vất vả. Nhưng mà đất nương gần đây lại không có. Thì không biết làm thế nào được. Không có chỗ nào nữa anh? Không có. A Hòa thì chỉ có dưới kia thôi. Vâng, vâng, vâng. Thôi bây giờ thì biết thế đã. Còn mảnh đất thì em sẽ về em bàn bạc với các nhà hảo tâm. Và có lẽ thì khi mà video đăng lên sẽ có thêm ý kiến của quý vị khán giả nữa. Đây thì hôm nay anh em mình đi tham khảo và nhờ anh Dê đi xem thôi. Và giá đất thì hoàn toàn là chủ đất có cái quyền để mà người ta đặt ra. Còn mua hay không thì là do mình. Mong rằng là các bác mọi người góp ý hết sức thiện chí cho anh em mình thôi. Bây giờ mưa rồi, có lẽ là anh em di chuyển thôi anh ạ. Vâng, thôi cảm ơn anh nhé. Vâng, ok, vất vả anh vâng. Rồi. Có gì thì em lại thông tin lại nhé. Mưa một trận rất là to quá. Em mình phải chạy mưa. Vừa rồi là Khâm cùng anh Dê vừa đi ngó qua một mảnh đất mà hình như là chỗ bác ruột của A Dê là muốn bán lại. Lúc nghe cuộc điện thoại của anh Dê, anh em mình cũng sốt ruột muốn xem cái mảnh đất ra làm sao. Thì ngày hôm nay là cũng mưa gió, tuy nhiên là cũng phải cố gắng làm sao là lên ngó qua một chút. Biết đâu những cái hy vọng của A Hòa là sẽ có. Vừa rồi các bác cũng biết rồi đấy, một cái mảnh đất tam giác gần như là cái mảnh đất trước đây chị Máy muốn bán lại cho lúa anh đấy. Gần như là như vậy, nhưng cái chỗ này thì người ta trồng cỏ. Một cái giá mà không nghĩ rằng là
tất cả các bác hiện tại mọi người đang ngồi xem video sẽ đánh giá là rất là đắt. 90 triệu thì có lẽ là để cháu Khâm làm là đã được một cái căn nhà cơ bản nữa rồi. 90 triệu để mà mua được mảnh đất đấy, có lẽ thì là chỉ cần đọc đến cái giá thôi thì là anh em chắc có lẽ là không dám xem xét nữa. Nếu mà độ khoảng 3 đến 40 triệu, 30 triệu quay đầu thì anh em mình sẽ xem xét lấy ý kiến các nhà hảo tâm. Bởi vì khu đấy thì là cũng không phải mặt đường, ở đấy lên thì không hề đơn giản. Nãy anh em mình đi xuống thì có vòng xuống dưới kia, đường rất bé và đường đất. Cái nhất, cái thứ hai thì là sẽ không có khu tập kết vật liệu ở bên dưới và vận chuyển vật liệu rất khó khăn, nó không phải là mặt đường. Đấy là những cái khó khăn mà anh em mình nhận định thấy. Còn mảnh đất thì có thể là đào bới ra rồi là căn đi kê về thì có thể là vẫn làm được một cái ngôi nhà cho gia đình A Hòa. Nhưng mà có lẽ thì là để làm được thì cũng sẽ tốn rất là nhiều kinh phí. Thế cho nên thì chắc là có lẽ anh em mình xem qua thôi và đã có cái quyết định trong đầu rồi. Rẻ thì không nói, mà vừa đắt mà vừa có những khó khăn. Tất nhiên thì là bên chủ đất là người ta có cái quyền là hô ra cái giá, mua được hay không thì thuận mua vừa bán thôi. Anh em mình cũng không có chỉ trích là quá đắt hay là như thế này như thế nọ cả. Mọi người có cái thiện chí muốn bán thì anh em mình cũng có lên xem để biết được cái mảnh đất ra làm sao. Nhưng mà cảm thấy giá là không thể đáp ứng được thì mình cũng nhẹ nhàng và mình từ chối thôi, không vấn đề gì cả. Đấy, thì các bác xem thì cũng mong là các bác góp ý nhẹ nhàng thôi, chứ không cũng không muốn là có những cái bức xúc này bức xúc kia về tại sao dân ở đây bán đất quá đắt hay là dân ở đây cố tình thế này thế nọ. Thì thực tế thì chắc có lẽ là bà con cũng không có cái ý như thế đâu. Mọi người thấy mình muốn mua thì mọi người hỏi bán, thế còn mua được hay không đấy là thứ nhất là phụ thuộc kinh phí, cái thứ hai thì là quyết định của bản thân kênh á. Bởi vì bản thân kênh cháu Khâm sẽ trực tiếp, nếu có kinh phí thì sẽ trực tiếp triển khai cái ngôi nhà và làm sao anh em mình rút kinh nghiệm từ những cái đợt trước đi, triển khai chỗ nào mà giảm bớt được những cái chi phí đi. Đấy, ví dụ như vận chuyển vật liệu, rồi là quá trình tập kết vật liệu có đơn giản hay không, rồi là nền nhà ra làm sao, triển khai là có dễ hay không. Đấy, đó là nằm ở những cái yếu tố như vậy. Vì vậy mà anh em mình vẫn sẽ tiếp tục là tìm khu vực khác cho A Hòa. Đến thời điểm hiện tại thì A Hòa là một cái hoàn cảnh mà chưa đâu vào đâu của kênh. Kinh phí hiện tại cũng có một cái khoản nhất định thôi, cả tiền quỹ làm nhà, quỹ mua nhu yếu phẩm, nó chỉ dao động quanh cái số tiền 50 triệu, không hơn không kém. Nên là để mà triển khai được cái ngôi nhà rất là khó. Cái khó khăn là nền đất không có nữa. Đấy. Có những lúc là suy nghĩ thì cũng rất là nản chí, nhưng quanh đi quẩn lại khi mà nhìn thấy các cháu nhỏ thì anh em mình không cho phép mà anh em mình dừng lại. Quay A Hòa lên, cái sự lan tỏa cũng rất là ít. Đấy, một cái video nó chỉ có dao động khoảng mấy nghìn bác khán giả xem thôi. Nên là cảm giác như là mọi thứ cũng đang trôi đi, gần như là những cái tia hy vọng mình ngày càng dập tắt đi. Quỹ của các bác gửi thì Khâm cũng đã nhận được phần nào đó, tuy nhiên thì là cũng chưa thể đủ và đất đai cũng chưa tìm được cái chỗ hợp lý. Có lẽ A Hòa sẽ là một cái hoàn cảnh mà anh em sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong quá trình kêu gọi và cái đất đai làm nhà. Các hoàn cảnh khác Khâm làm thì một thì là có đất, hai là không có đất thì có thể là trao đổi đất hoặc là người thân trong gia đình cho. Đấy, như em Phứ hay như Lúa Anh thì có người thân trong gia đình đã tạo điều kiện đổi đất cho đất, và em hoàn cảnh Minh Ngọc thì cũng có bà ngoại cho. Nhưng mà A Hòa đến thời điểm hiện tại thì chưa thấy cái điểm sáng nào. Anh ấy thì Khâm cảm giác như anh ấy sống là ở đây gọi là gần như là cô lập lại hết. Cô lập
từ mọi cái quan hệ xã hội tôi mở, ngay cả chính anh em ruột còn không có cái tiếng nói chung. Tất nhiên là khi mà mọi cái giao kèo xong thì các anh làm cũng đúng thôi, không lo được hậu sự cho bố mẹ thì các anh cũng sẵn sàng có cái quyền là đuổi ông đi để tôi lấy nhà. Đấy. Thì thành ra bây giờ A Hòa là không thấy là cái suy nghĩ cũng rất là chậm, không có nghĩ cho ngày mai đâu. Chứ hôm nay thì đi tìm Lan mà giỏi lắm thì ngày mai là nghĩ là đi bán Lan được bao tiền để mua những cái gì cho các con. Thế thôi. Rất chỉ là anh ấy cũng không cảm giác, mình cảm thấy anh ấy cũng không có vội vã gì hết. Nếu như đặt mình và bản thân anh ấy chắc là mình cũng không có cái, không biết làm cách nào để mà vượt lên cả các con ở đây. May thay là những đứa con để mà tồn tại được thì cũng phải cố gắng lắm mới được có cái sức khỏe tương đối tốt thôi. Hai cháu cuối cùng ấy suy dinh dưỡng rất là nặng. Không biết là cái bé, một bé kia đi đâu rồi, ngủ à? Ngủ rồi. Bé 3 tuổi. Thực tế là không nhầm đâu các bác, 3 tuổi còn chưa biết đi. Và một bé 1 tuổi rưỡi là gầy hết rồi. Hiện tại Khâm cũng mua sữa thứ quỹ ở cô Vân. Mua 2 hộp sữa lên là hết rồi. Thông tin với các bác là mi hao ta lắm á, tôi để tí. Hả? Tao mi mà. Mi chú mê mê nè, chú mê mê là lúc. Không xoan. Nè ní. Xoan lên. Đây, không phải ngoa với mọi người thì là không có gì uống nữa rồi. Bây giờ các con thì là có sữa như này, nhưng mà mua lên hình như chưa được 1 tuần. Lộ trình video anh em mình có thể là phát nhanh, có video phát chậm do quá trình là chỉnh sửa và nhiều công việc thì có thể là phát chậm. Nhưng mà cái 2 hộp sữa thì mua chắc có lẽ được 1 tuần đổ lại đây thôi. 1 tuần đấy. Rất là nhiều công việc không nhớ được hết đấy. Mình không phải nói ra là trách gia đình ăn nhiều uống nhiều đâu, mà là thể hiện cho các bác biết rằng là gia đình hoàn toàn không có gì cho các con ăn hết. Nếu mà không có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm ấy, thì các con là phải chịu đói thôi. Chịu đói để đợi bố đi kiếm Lan và đi chợ mua gạo, mua thịt mỡ về để cho các con ăn. Còn không là nếu mà như thời điểm hiện tại mùa hè này là mưa gió rất là nhiều. Mưa gió không thể tìm Lan, không phải là ngày nào cũng đi được đâu. Và tìm về cũng không phải là lúc nào tìm về cũng bán được hết. Lan thì ở đây các bác thấy vẫn có, quanh nhà thì vẫn có những cái gốc Lan chưa bán được. Chứ không phải là ngày nào cũng bán được 200 đến 250 tiền Lan đâu. Thế thì anh không biết chia sẻ hết thôi. Khâm là bản thân Khâm đi đồng hành thì Khâm sẽ biết được là anh có kiếm được tiền hay không này. Lan cái thứ không phải ngày nào cũng lại được cố định là được tầm này tiền. Bây giờ đầu tiên là cái người mua đó. Người mua là không phải là ngày nào cũng mua được Lan cả. Và ở cái huyện nhỏ bé này thì không phải ai cũng thích chơi Lan. Người ta mua, người ta về, người ta còn trồng, người ta mất thời gian để làm sao là được cây Lan. Không phải là ngày nào, cách 2-3 ngày người ta lại mua đâu. Thế nên là anh Hòa là cũng không phải lúc nào cũng bán được Lan đâu. Đấy. Cái thứ hai là nhiều người cũng đi tìm, không phải riêng gì anh ấy. Đó, tìm được đã khó rồi, bán ra lại cũng sẽ khó. Mọi người biết rồi, Lan nó không phải là đồ ăn thức uống. Nó là một cái cây hoa, cây cảnh thôi. Người ta chơi thì người ta cũng phải là một chơi một thời gian, khi nào mà làm sao là muốn mua thêm thì người ta mới mua, chứ không phải là thích là bán được. Nó khó như vậy. Nếu mà anh ấy tìm một cái nào khác dễ hơn để bán, nhưng mà hiện tại thì không biết tìm cái gì cả, bởi vì công việc làm được sở trường thì cũng tìm Lan với lại săn bắt bẫy chim bẫy chuột. Các con là có thể là nếu mà có điều kiện bố mà tìm được thì đổi món những cái đấy đó. Năm ngoái, cách đây độ khoảng 2 tháng về trước đi, đến năm ngoái, các năm trước thì ít ra là có cái ngôi nhà. Nhưng mà 2 tháng đổ lại đây các bác lại ở cái lều như thế này. Thì không nghĩ rằng là nếu mà không có sự hỗ trợ của mọi người ấy, các nhà hảo tâm ấy, thì các con này là sẽ nhanh ốm đau bệnh tật lắm. Mưa gió rồi ẩm ướt các thứ, thiếu ăn. Đấy. Chắc chắn là sẽ có bệnh tật.
chính vì vậy mà bén duyên đến A Hòa thì nó cũng là một cái duyên trời đó các bác. Khi mà một cái hoàn cảnh nào đó vào cái tình thế khốn cùng rồi đấy, bố mẹ có thể là không cần sự giúp đỡ, nhưng bố mẹ không lo được cho con cái người ta cần sự giúp đỡ. Không nghĩ rằng là ơn trên người ta sẽ chia sẻ đến một ai đến. Ví dụ ở đây là có Khâm làm một cái cầu nối đến các nhà hảo tâm để cho các em bé gặp được các nhà hảo tâm. Ở đây không mong gì hơn là có cho các bé bữa ăn, áo mặc. Ban đầu kênh vào đây cũng chỉ có mục đích như vậy. Và hiện tại thì anh em mình đã phần nào có cái quỹ để cơm ăn áo mặc. Nhưng tất nhiên thì là về lâu về dài thì không hỗ trợ được hết. Anh em mình không thể theo sát được mãi cả. Làm sao mà cũng muốn có cái bệ đỡ, có thể là một cái ngôi nhà thoáng, sạch để cho các cháu ở, không bị mưa, không bị nắng, nền làm sao sạch sẽ, các cháu không bị bệnh. Để là rồi anh Hòa anh có tìm cái gì hoặc là làm cái gì thì cũng có thuận lợi hơn. Cả vợ cả chồng đi cũng được. Lúc đấy thì để cho các chị chăm em ở nhà cũng không quá lo lắng. Đóng cửa và bật điện lên, mở cửa sổ ra như nào thì cũng yên tâm hơn là việc ở một cái túp lều như thế này. Thế là hôm nay vào đây là cũng có những cái tâm sự như vậy. Các bác thấy không? Nãy là mưa rất to nhưng mà Khâm cũng không thể ghi hình được do cái máy là anh em mình là kiêng kỵ nước rất là nhiều, rất là dễ bị hỏng. Thế nên là phải trú mưa. Sau khi trời ngớt hơn mưa thì anh em mình mới quay lại nhà A Hòa ngồi lại để có thể là phân tích ra những mặt thuận lợi khó khăn về cái mảnh đất đấy. Và cái thứ hai là tâm sự thêm cho các bác, quý nhà hảo tâm mọi người có thể hiểu hơn về cái hoàn cảnh của A Hòa. Biết đâu đó những cái tâm sự của Khâm sẽ lay động đến trái tim của các nhà hảo tâm. Và dù ít dù nhiều thì Khâm cũng mong muốn là sẽ nhận được thêm những cái khoản quỹ để hỗ trợ sớm cho gia đình. Mặc dù là khó khăn, mặc dù là còn nhiều thách thức, nhưng vì các cháu bé Khâm sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn. Đấy, còn quay trở lại cái chủ đề mảnh đất thì có lẽ là cuối video này thì Khâm cũng xin chia sẻ luôn rằng là anh em mình không có chốt mua. Chính vì vậy mà cũng mong các bác hiểu và các bác góp ý cho anh em mình nhẹ nhàng thôi. Đấy. Không mua được chỗ này thì ta tìm chỗ khác, có thể là tìm đi khu vực bản làng khác cũng được, miễn sao là hợp lý, thuận tiện để cho các cháu là có điều kiện sinh hoạt tốt, có điều kiện sau này đi học, giao tiếp với mọi người thế thôi. Chứ còn là chưa thể nào mà nói trước được điều gì hết về gia đình A Hòa cả. Nhưng anh em mình đã và đang yên tâm vì ít nhiều thì cũng có các nhà hảo tâm ban đầu hỗ trợ, đồng hành với những cái số tiền cũng rất là lớn rồi. Đấy. Và có một cái sự hậu thuẫn của chỗ cô Vân nữa. Thì về cái cơ hội của A Hòa không phải là không có, mà là sẽ có. Nhưng mà hiện tại, đến thời điểm hiện tại thì nó còn hơi mông lung. Mọi thứ còn chưa thể dám nói trước được. Chính vì vậy mà ngày hôm nay video Khâm cập nhật lên, Khâm chia sẻ như vậy cho cô bác chị mọi người cùng biết rằng là anh em mình sẽ không dừng lại và anh em mình sẽ tiếp tục đi và hỗ trợ gia đình cho A Hòa thôi. Bây giờ thì là cũng là hết một cái ngày buổi chiều rồi, trời bây giờ đang ngớt mưa một chút thì anh em mình sẽ cố gắng là di chuyển đi về, đã không đi nữa, mưa to là anh em mình không thể di chuyển được về. Chân thành cảm ơn quý cô bác mọi người đã dành thời gian theo dõi video đến thời điểm hiện tại. Khâm xin phép khép lại cái video này tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các cô các bác.